Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm qua và sáng sớm nay, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, hệ thống gây mưa này vẫn còn tồn tại, do đó mưa dông vẫn sẽ tiếp diễn. Do có mưa dồn dập trong thời đoạn ngắn, nên người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại một số tỉnh vùng núi như là Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Yên Bái. Đó là tình hình thời tiết tại các tỉnh vùng núi phía Bắc. Còn đối với khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, do ít chịu ảnh hưởng của hệ thống gây mưa nên trời chỉ chuyển nhiều mây hơn vào sáng sớm. Dẫu vậy, trưa chiều, nhiệt độ vẫn có thể dao động trong khoảng là 34 cho đến 37 độ trong ngày 6 tháng 6 và còn tiếp tục tăng lên mức 35 đến 38 độ trong hai ngày 7 và 8 tháng 6. Do nhiệt độ tăng cao nhưng trời lại nhiều mây và không mưa nên càng làm tăng thêm cảm giác oi bức. Sang đến ngày 8 tháng 6, khi hệ thống gây mưa di chuyển lên phía Bắc thì mưa tại các tỉnh vùng núi sẽ giảm hẳn. Đồng thời, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng là tác nhân chính chi phối thời tiết tại Bắc Bộ, khiến cho nền nhiệt tăng nhanh trở lại trên toàn vùng, với nhiệt độ cao nhất có thể dao động từ 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. So với khu vực Bắc Bộ, thời tiết tại các tỉnh duyên hải miền Trung còn khắc nghiệt hơn. Tại đây, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên trời phổ biến ít mưa và nắng nóng bao trùm hầu hết tất cả các nơi trên khu vực. Trong đó, mức độ nắng nóng gay gắt diện rộng từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế với nền nhiệt cao nhất ngày đạt ngưỡng 36 đến 39 độ. Tại các huyện vùng núi phía Tây của tỉnh Nghệ An như là Con Cuông, Tương Dương, nhiệt độ còn có thể lên mức 39-40 độ, trời nóng như đổ lửa. Các tỉnh còn lại của Trung Bộ, khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, thời tiết trong 3 ngày tới vẫn khá ổn định, cùng với mức nhiệt dao động trong khoảng 34 đến 37 độ, ngày nắng, ít mưa, có chăng cũng chỉ xuất hiện cục bộ vài nơi vào chiều tối. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển. Tuy nhiên, quý vị cũng cần lưu ý hạn chế các hoạt động ngoài trời vào lúc nắng gắt để đảm bảo sức khỏe. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong hai ngày tới tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên, cường độ nắng tại đây có phần bớt gay gắt hơn. Mức độ nóng thì vẫn chưa thay đổi đáng kể. Mức nhiệt cao nhất ngày trên cả hai khu vực vẫn trong khoảng 31 đến 34 độ tại vùng cao Tây Nguyên. Còn khu vực Nam Bộ là khoảng 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Về chiều tối, gió Tây Nam trên khu vực hoạt động ổn định nên mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Đáng lưu ý, trong cơn dông, người dân vẫn cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở các khu đô thị còn cần đề phòng khả năng ngập úng do mưa lớn. Trên biển, trong 3 ngày tới, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa, tầm nhìn thoáng và gió có hướng Nam đến Đông Nam khoảng cấp 3, cấp 4. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, do có hướng Nam đến Tây Nam, duy trì ở mức cấp 3, cấp 4. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, tàu thuyền cần đặc biệt lưu ý. Bản tin thời tiết cuối ngày 5 tháng 6 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!